Chào anh em nha. Hôm nay giới thiệu đến anh em hai cây kiều hùng rất là lớn nha anh em. Hai cây đều tương tương đon, một cây đang chỉ tay này. Cây này là hoành gốc 80 hơn 80, cao tầm 2m8. Đó. Còn hành thân nó là 60 nha anh em, tầm cái 60 đó. Cao từ 2m8. Một thân một cốt đi lên nha luôn mọi người. Hàng này dâm ủ đã ok rồi. Anh em mình nào thích chỉ cần hú em phát, em bứng bầu lên là đi thôi. Cây này đã ra hoa nha anh em, ra hoa rồi. Đó, nó ra hoa rồi, ban đêm là lá nó ngủ, nó xếp lá lại đó anh em. Hàng này thì ra hoa quanh năm á mọi người, mê lắm. Anh em nào thích cứ liên hệ số điện thoại Zalo em nha, 0368860430. Còn cái cây bên này cũng tương đương như vậy, gần 80, hoành gốc gần 80, cao cũng tầm tầm cái đó, 2m mới đến 3m. Đó, nhưng mà cây này đẹp hơn nha anh em, cây này là gọi là tàn bay. Còn cái kia là nó mọc thẳng lên luôn. Cái này là tàn bay lên cao rồi nó khác qua, nó có cái tàn bay ngang qua đó. Đó. Còn cái kia thì thẳng. Cái này tàn bay có nhánh mấy nhánh bay đẹp lắm. Thích hợp để trồng trước cổng nhà hoặc là mình hù cá bao đẹp cho anh em luôn. Hàng đang ra chùi rất là mạnh. Đó. Anh em nào yêu thích cái dòng hoa kiều hùng này cứ để lại số điện thoại nha. Kết bạn Zalo của em á 0368860430. Anh em nhìn cái tu vi cây cạnh là biết cây này rất là lớn nha anh em, hai cây tương đương á, tầm cỡ 60, mình thân tầm cỡ 60. Anh em mình thích đi chốt tầm phát là chuyển khoản phát là lên cây lên xe liền. Hai cây này đều đã ươm bầu dưới nha anh em, quăng bầu lưới đen rồi, nên giờ cứ cần đào lên lưới bơm mưa là đi thôi.